Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đến với chương trình giải bài tập tiếng lớp 5. Chương trình này thì cô sẽ hướng dẫn các em tất cả những phần bài tập trong sách giáo khoa tiếng lớp 5 theo từng unit 1. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với bài số 14, unit 14, What Happened in the Story, Lesson 2. Theo bài này hiệu quả nhất thì các em nhớ mình hãy lấy giấy bút ra, vừa nghe vừa luyện nói theo và ghi thật đầy đủ vào trong vở của mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào phần đầu tiên trong bài ngày hôm nay là Look, Listen and Repeat. Có nghĩa là các em sẽ cùng nghe, mình sẽ nhìn, nghe và sẽ lặp lại nói theo. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với từng câu trong bài này một nhé. Đầu tiên đoạn hội thoại A. What are you doing, Linda? Bạn đang làm gì thế hả, Linda? What are you doing? Mình hỏi xem ai đó đang làm gì. What là cái gì? Doing là đang làm. What are you doing? Bạn đang làm gì thế hả, Linda? I'm reading the Golden Starfruit Tree. Mình đang đọc cây khế. Đây là, mình đang đọc truyện cây khế. Đây là tên tiếng Anh của câu chuyện này nhé. Chắc em biết chuyện cây khế trong tiếng Anh, cái câu chuyện cây khế của tiếng Việt Nam mình chứ. Thì đây trong tiếng Anh nó dùng cái từ là The Golden Starfruit Tree. Ở đây chúng ta có từ Golden. Golden là tính từ chỉ vàng. Starfruit. Starfruit là khế. Tree là cây khế. Starfruit tree là cây khế. The Golden Starfruit Tree, các em có thể hiểu là cây khế vàng. Thế nào chính là chuyện cây khế trong của Việt Nam mình. I'm reading the Golden Starfruit Tree, là tôi đang đọc chuyện cây khế vàng. Oh, I read it last week. What do you think of the two brothers? Oh, mình đã đọc nó vào tuần trước. Bạn nghĩ gì về hai người anh em này? Đây chúng ta có từ I read it last week. Ở đây là từ này là từ read, là dạng quá khứ động từ read. Nó viết giống nhau nhưng cách đọc khác nhau nha các em nhé. Từ read là động từ đọc, và khi chuyển về dạng quá khứ là đã đọc. Khi mình diễn tả một việc gì đó mình đã làm trong quá khứ thì trong tiếng Anh chúng ta dùng với thì quá khứ đơn, và các động từ trong thì quá khứ đơn sẽ được chuyển về dạng quá khứ. Như trong trường hợp này, động từ read sẽ được chuyển thành read. Read có nghĩa là đã đọc. Last week là tuần trước. I read it last week. Mình đã đọc nó vào tuần trước. What do you think of the two brothers? Ở đây chúng ta có từ brother là chỉ anh em trai. Two brothers là chỉ hai người anh em ở trong câu chuyện này. What do you think of? Bạn nghĩ gì về? Think of có nghĩa là nghĩ về. What do you think of có nghĩa là bạn nghĩ gì về the two brothers? Bạn nghĩ gì về hai người anh em này? I think the older brother is very greedy. Ở đây chúng ta có từ greedy có nghĩa là tham lam. I think là tôi nghĩ the older brother là người anh, is very greedy, rất là tham lam. Tôi nghĩ rằng người anh thì tham lam. Yeah, you're right. Oh, đúng vậy. What about the younger one? Còn người em trai thì sao? Ở đây là you're right. Là có nghĩa là bạn đúng. How about, còn cái gì đó. How about the younger one? Younger one ở đây chính là chỉ younger brother. Thì từ brother được lập ở phía bên trên rồi, thì bên dưới này người ta sẽ không dùng thêm, đã không lập lại từ brother nữa, mà họ sẽ thay thế bằng từ one. Ý chỉ là từ brother. Younger one có nghĩa là còn người em trai thì sao. What about the younger one? He's very kind. Anh ấy thì rất là tốt bụng. Chúng ta có từ kind ở đây là chỉ tính từ tốt bụng. He's very kind. Anh ấy thì rất tốt bụng. Do you like the story? Bạn có thích câu chuyện không? Do you like? Like là động từ thích, the story, câu chuyện. Và đây là câu hỏi dạng có không, bạn có thích nó không? Chúng ta sẽ đặt trợ động từ do ở đầu câu. Do you like the story? Bạn có thích câu chuyện không? Yes, I do. Có, mình có thích. We can learn a lesson from it. Don't be so greedy. Chúng ta có thể học một bài học từ câu chuyện. Đừng có quá tham lam. We can, chúng ta có thể, learn là động từ học. A lesson, đây là một bài học. From, từ it, từ nó, là từ câu chuyện này. Don't be so greedy. Greedy là tham lam. Don't be so greedy. Ở đây ý chỉ là đừng có tham lam, đừng có quá tham lam. Don't be so greedy, đừng quá tham lam. Thì đây là nội dung trong phần số 1. Bây giờ các em sẽ cùng nhìn lên trên màn hình, mình vừa lắng nghe và vừa lặp lại theo bài này nhé. Now what? Let's listen and repeat. A. What are you doing, Linda? I'm reading The Golden Starfruit Tree. B. Oh, I read it last week. What do you think of the two brothers?
I think the older brother is very greedy. C. Yeah, you're right. How about the younger one? He's very kind. D. Do you like the story? Yes, I do. We can learn a lesson from it. Don't be so greedy. Tiếp theo chúng ta lại sang phần số 2 trong bài ngày hôm nay là point and say, có nghĩa là chỉ và nói. Trong phần này chúng ta sẽ cùng ôn tập, và luyện phần nói với câu hỏi là what do you think of? Bạn nghĩ gì về? Khi mình muốn hỏi xem là các em nghĩ gì, ai đó nghĩ gì về một nhân vật, một người nào hoặc là một cái gì đó thì các em sẽ dùng cái câu hỏi là what do you think of? Bạn nghĩ gì về? Think of có nghĩa là nghĩ về. What do you think of là bạn nghĩ gì về? Và mình trả lời là I think. Sau đó mình sẽ nói đằng sau mình nghĩ gì về họ thì mình sẽ trả lời. Và trong bài này chúng ta sẽ cùng luyện tập với 4 nhân vật trong 4 câu chuyện. Đầu tiên với bức tranh số 1 là chính là chỉ the mouse trong câu chuyện The Lion and the Mouse, câu chuyện con sư tử và con chuột. Thì trong phần này muốn hỏi xem là the mouse, con chuột thì như thế nào? Intelligent có nghĩa là thông minh. Nếu tranh số 2 thì hỏi về my team thì my team như thế nào? Ở đây nó còn nói là hardworking, đây là một số các tính từ chỉ về phẩm chất hoặc là tính cách của những nhân vật này. Hardworking là chăm chỉ. Và bức tranh thứ 3 thì sẽ hỏi về là the older brother, người anh trai trong câu chuyện cây khế. Và người anh trai này thì greedy, tham lam. Và cuối cùng, bức tranh cuối cùng là về chị hỏi xem Snow White, là hỏi về nàng Bạch Tuyết trong câu chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn thì xem là nàng Bạch Tuyết như thế nào. Anh trả lời là kind, có nghĩa là tốt bụng. Thế thì chúng ta sẽ cùng thực hành những phần này. Đầu tiên, một bạn A sẽ chỉ vào bức tranh số 1 và hỏi là what do you think of the mouse? What do you think of the mouse? Bạn còn lại trả lời là I think is intelligent. I think it's intelligent. Mình nghĩ rằng nó thông minh. What do you think of the mouse? I think it's intelligent. Tương tự như vậy, một bạn đã chỉ với tranh số 2 và hỏi là what do you think of Antim? Bạn nghĩ gì về Antim? What do you think of Antim? Bạn trả lời là I think he's hardworking. I think he's hardworking. Mình nghĩ anh ấy chăm chỉ. Với tranh số 3, chúng ta sẽ hỏi là what do you think of the older brother? Bạn nghĩ gì về người anh trai? What do you think of the older brother? I think he's greedy. Mình nghĩ anh ấy thật tham lam. I think he's greedy. Và tương tự như vậy, bức tranh số 4, các em chỉ bức tranh số 4 và hỏi là what do you think of Snow White? What do you think of Snow White? Bạn nghĩ gì về nàng Bạch Tuyết? I think she's kind. Mình nghĩ rằng cô ấy tốt bụng. I think she's kind. Thì đây là cách các em sẽ cùng thực hành phần số 2 nhé. Thế vậy tìm một bạn nữa, mình hãy cùng thực hành nói phần này với bạn của mình nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần số 3 trong bài ngày hôm nay là Let's Talk, có nghĩa chúng sẽ cùng nói. Trong phần này các em sẽ cần ask and answer questions about a book, a story or a character. Trong phần này các em sẽ cần hỏi và trả lời các câu hỏi về một cuốn sách, một câu chuyện hay là một nhân vật nào đó. Các em sẽ cùng thực hành với câu hỏi sau. What kind of stories do you like? What kind of stories là loại chuyện nào? Do you like? Bạn thích? Bạn thích loại chuyện nào? What kinds of stories do you like? What kinds of stories do you like? Bạn thích loại câu chuyện nào? I like. Mình sẽ nói ra thể loại chuyện mà mình thích. Tiếp theo, what do you think of? Bạn nghĩ gì về? Dù như các em có thể hỏi một tên một cuốn sách, tên một câu chuyện mà hỏi xem là các em nghĩ gì về câu chuyện đó, về cuốn sách đó. Hay các em cũng thể hỏi về nhân vật trong cái câu chuyện đó. Bạn nghĩ gì về nhân vật này, nhân vật kia? Thì các em thể hỏi. Và bạn khi được hỏi sẽ trả lời là I think. Mình nghĩ rằng he is. Nếu nhân vật đó là nam thì các em trả lời là he is. Và nếu nhân vật là nữ, các em trả lời là she's. Hoặc là nhân vật đấy là chỉ là một con vật nào đó, một đồ vật nào đó, hoặc nói về một câu chuyện hoặc cuốn sách nào đó thì các em trả lời là it's. Thì đây là cách các em sẽ thực hành phần này nhé. Bây giờ cô sẽ làm mẫu một phần thì các em hãy nghe thật kỹ phần này, sau đó thì mình sẽ cùng thực hành nhé. Ok, ví dụ what kinds of stories do you like? Bạn thích câu chuyện nào? Bạn thích loại chuyện nào? Thì mình trả lời là I like folk tales. Mình thích câu chuyện dân gian. I like folk tales.
Mình thích các câu chuyện dân gian. Và what do you think of? Bạn nghĩ gì về? Ví dụ như là hỏi xem bạn ấy nghĩ gì về một câu chuyện nào đó, hay là nghĩ về một nhân vật nào đó. Ví dụ, what do you think of the older brother? Okay, what do you think of the older brother in the golden star fruit tree? Okay, bạn nghĩ gì về người anh trai ở trong câu chuyện cây khế vàng? Và mình người trả lời là I think he's, vì đây là older brother, là con trai thì anh dùng là he's. I think he is greedy. Mình nghĩ rằng là anh ấy thì rất là tham lam. Nghĩa là cách mà Kem sẽ thực hành cho phần số 3 này nhá. Kem hãy cùng tình bạn của mình và thực hành phần này với bạn của mình nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến phần số 4 trong bài ngày hôm nay là Listen and Tick. Có nghĩa chúng ta sẽ cùng nghe và mình sẽ tick vào các đáp án. Bây giờ phần này là phần để luyện nghe, luyện khả năng nghe của các em. Nên Kem sẽ cùng nghe đoạn này trước. Mình vừa nghe và mình tự tick các đáp án trước nhá. Xem đáp án nào sẽ đúng với trong từng đoạn hội thoại này. Rồi cô sẽ hướng dẫn Kem phần sau nhá. 1. What story do you like best? I like Snow White and the Seven Dwarfs. What do you think of the main character? I think she's kind. 2. What are you reading, Peter? I'm reading The Story of My Auntie Em. What do you think of My Auntie Em? I think he's hard working. 3. What are you reading, Nam? Aladdin and the Magic Lamp. What do you think of Aladdin? He's generous. Vừa rồi là nội dung của ba đoạn hội thoại trong phần số 4 nói về ba câu chuyện khác nhau. Kem có thể tích được cho các đáp án trong phần số 4 này rồi chứ? Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn các em từng câu một trong bài này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến đoạn hội thoại số 1 để chúng ta sẽ cùng biết xem là câu số 1 thì chúng ta sẽ điền bức tranh A, bức tranh B, bức tranh C nhé. Xem trong bức tranh trong câu chuyện số 1 thì bạn nói về câu chuyện của nàng tiên cá, của cô bé quàng khăn đỏ hay là của nàng bạch tuyết nhé. Thì chúng ta sẽ cùng nghe lại từng câu 1. Chúng ta sẽ cùng nghe từ câu số 1 trước nhé. 1. What story do you like best? Câu này vừa bạn nói là what story do you like best? Bạn thích nhất là câu chuyện gì? What story, câu chuyện nào do you like mà bạn thích best nhất? What story do you like best? Câu chuyện bạn thích nhất, câu chuyện nào là câu chuyện bạn thích nhất? I like Snow White and the Seven Dwarfs. I like Snow White and the Seven Dwarfs. Mình thích chuyện nàng bạch tuyết và bầy chú lùn. I like, tôi thích Snow White là nàng bạch tuyết, and the Seven Dwarfs. Seven, bảy dwarfs là chú lùn, nàng bạch tuyết và bảy chú lùn. Snow White and the Seven Dwarfs. What do you think of the main character? What do you think of the main character? What do you think of là bạn nghĩ gì về the main character? Chúng ta có từ character, đây là chỉ nhân vật. Main là chính. Main character là nhân vật chính. Bạn nghĩ gì về nhân vật chính? What do you think of the main character? I think she's kind. I think she's kind. Mình nghĩ rằng cô ấy rất là tốt bụng. I think, tôi nghĩ she's kind. Kind là tốt bụng, she's kind là cô ấy tốt bụng. I think she's kind. Vậy thì dựa vào nội dung vừa rồi chúng ta sẽ đánh đưa bức tranh. Câu số 1 chúng ta sẽ điền vào bức tranh. Đó chính là bức tranh C. Bạn đang nói về câu chuyện nàng bạch tuyết và bẻ chú lùn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nghe đoạn hội thoại số 2 nhé. 2. What are you reading, Peter? What are you reading, Peter? Bạn đang đọc cái gì thế à? Peter, what are you reading, Peter? Chúng ta có động từ read là đọc, reading là đang đọc. What are you reading? Bạn đang đọc cái gì thế? Peter hay Peter? I'm reading the story of my Auntie Em. I'm reading the story of my Auntie Em. Mình đang đọc chuyện về my Auntie Em. I'm reading, tôi đang đọc. The story of my Auntie Em, câu chuyện về my Auntie Em.
What do you think of my anthem? What do you think of my anthem? Bạn nghĩ gì về my anthem? What do you think of? Bạn nghĩ gì? My anthem về my anthem. What do you think of my anthem? I think he's hard working. I think he's hard working. Mình nghĩ rằng anh ấy chăm chỉ. Hard working là chăm chỉ. I think, tôi nghĩ. I think he's hard working. Mình nghĩ là anh ấy chăm chỉ. Giữa nội dung này thì chúng ta sẽ đánh tích cho bức tranh A, B hay là C cho câu số 2 đấy. Chúng ta sẽ tích ở bức tranh A là câu chuyện về Mai An Tiêm. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến đoạn hội thoại số 3 nhé. 3. What are you reading, Nam? What are you reading now? Bạn đang đọc chuyện gì đấy hả Nam? What are you reading now? Aladdin and the Magic Lamp. Aladdin and the Magic Lamp. Aladdin và cây đèn thần. Aladdin and the Magic Lamp. Aladdin và cây đèn thần. Aladdin là chỉ Aladdin. And the Magic Lamp. Lamp là chỉ cây đèn. Magic là phép thuật hay thần kỳ. Mà Magic Lamp là cây đèn thần. Magic Lamp là chỉ cây đèn thần. What do you think of Aladdin? What do you think of Aladdin? Bạn nghĩ gì về Aladdin? What do you think of Aladdin? What do you think of là bạn nghĩ gì? He's generous. He's generous. He's generous. Anh ấy rất là hào phóng. Chúng ta có từ generous ở đây là chỉ hào phóng. He's generous là anh ấy hào phóng. Dựa vào nội dung này thì chúng ta phải tích được bức tranh ở trong câu số 3, chính là bức tranh A, nói về câu chuyện về Aladdin và cây đèn thần. Thì đây là đáp án của bài số 4. Các em kiểm tra lại xem mình làm đúng chưa nhé. Và nếu cần thì các em phải nghe lại để mình hiểu rõ hơn về đoạn hội thoại này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang phần số 5 trong bài ngày hôm nay là Write about your favorite book. Vậy chúng ta sẽ cùng viết về cuốn sách mà mình yêu thích. Chúng ta sẽ, trong phần này chúng ta sẽ trả lời 5 câu hỏi như sau. What kinds of books do you like? Là loại sách mà bạn thích là gì? What kinds of books do you like? Loại chuyện hay loại sách mà bạn yêu thích là gì? What is your favorite book? Cuốn sách yêu thích của bạn là gì? Which character do you like best? Nhân vật nào là nhân vật bạn yêu thích nhất? Which character don't you like? Nhân vật nào là nhân vật mà bạn không thích? Why do you like this book? Tại sao bạn lại thích đọc cuốn sách này? Thì các em sẽ trả lời cho 5 câu hỏi này để mình sẽ cùng làm thực hiện phần nhiệm vụ trong phần số 5 nhé. Bây giờ cô sẽ đưa ra một ví dụ mẫu. Các em phải dựa trên ví dụ này để mình làm nhé. Đầu tiên ví dụ câu số 1. What kinds of books do you like? Bạn thích loại chuyện nào? Bạn thích hoặc là bạn thích loại sách nào? Thì mình sẽ trả lời ví dụ như là I like fairy tales. Tôi thích các chuyện cổ tích. Tôi thích các loại câu chuyện cổ tích nên cô sẽ nói như vậy nhá. I like fairy tales. Còn tùy xem các em thích loại sách nào. Ví dụ mình thích có câu chuyện dân gian, folk tales, hay mình thích đọc truyện tranh, comic books, hay mình thích đọc những quyển tiểu thuyết, novels. Thì tùy xem các em đọc thích loại nào thì các em có thể viết nhá. Tiếp theo, what is your favorite book? Các em lại nói tên cuốn sách mình yêu thích ra. Ví dụ cô thích cuốn truyện hoặc là cuốn truyện yêu thích của cô, nó chính là cuốn là Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. My favorite book is Snow White and the Seven Dwarfs. Ok, thì đây là tên cuốn truyện đó. Tiếp theo, which character do you like best? Nhân vật nào là nhân vật mà bạn yêu thích nhất? Mình sẽ nói là I like Snow White best. Mình thích nhân vật Nàng Bạch Tuyết nhất. Which character don't you like? Bạn không thích nhân vật nào? Mình trả lời là I don't like the queen. Cô không thích và cô không thích là bà hoàng hậu. Why do you like this book? Tại sao bạn lại thích cuốn truyện này hoặc cuốn sách này? Because it's so interesting. Bởi vì nó rất là thú vị. Thì đây là một phần lý do. Các em tùy xem các em tại sao các em thích câu chuyện đó thì các em hãy trả lời nhé. Còn cô thích câu chuyện này bởi vì nó rất là thú vị. Thì đây là cách mà các em có thể trả lời những câu hỏi trong phần số 5 nhé. Bây giờ các em hãy tự viết bài của mình để trả lời cho phần này nhé.
Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang phần số 6 là Let's play, là hãy cùng chơi. Và trò chơi ngày hôm nay của chúng ta là storytelling, có nghĩa là kể chuyện. Trong phần này các em sẽ lần lượt từng bạn một, chúng ta sẽ ghép từng mảng của các phần câu chuyện lại với nhau để hình thành một câu chuyện. Một bạn nói phần đầu, tiếp các bạn tiếp theo sẽ nói các phần còn lại. Ví dụ như ở đây bạn ấy có thể nói là One day King Hùng got angry with my team. Một ngày vua Hùng có thể nổi giận, got angry là nổi giận với mấy em tiêm. Thì sau đấy chuyện gì đã xảy ra thì các bạn tiếp theo sẽ nói tiếp. Mỗi bạn sẽ nói một câu, một phần của câu chuyện. Mình sẽ ghép lại với nhau để thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Thế là một phần để mình vừa chơi, vừa thư giãn, vừa các em vừa ôn tập lại phần nội dung trong bài số 2, lesson 2 của bài số 14. Thì các em hãy cùng thực hiện phần này. Hãy tìm bạn của mình cùng thực hiện phần này để vẫn ôn tập nhé. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em tất cả những phần nội dung trong bài số 14, Unit 14, What Happened in the Story, Lesson 2. Các em hãy lắng nghe thật là kỹ, vừa nghe vừa luyện nói theo và ghi thật đầy đủ những phần nội dung trong bài này vào vở của mình nhé, để mình có thể nắm được hết tất cả những nội dung trong bài này. Và nếu các em thấy những video này hay, giúp cho việc học tiếng Anh của các em tốt hơn và các em muốn theo dõi những video tiếp theo, thì các em nhớ mình hãy đăng ký kênh, subscribe và nhớ vào nút quả chuông ở phía bên dưới để nhận được thông báo khi trên kênh có những video mới nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Goodbye and see you next time. Bye bye.